Chào mừng bạn đến với kênh Thủy Sinh Vlog. Để xem được những video mới nhất, bạn vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào chuông để nhận video mới nhất. Ở video lần này, mình sẽ giúp cho bạn tìm hiểu thêm về loại cá bảy màu. Thì cá bảy màu có tên tiếng Anh là Guppy hay Million Fish, là một trong những loại cá cảnh nước ngọt phổ biến nhất hiện nay trên toàn thế giới, thuộc họ cá khổng tước, có chiều dài từ 2,5 cho đến 3,5 cm đối với con đực và từ 4 cho đến 6 cm đối với con cái. Cá bảy màu thường sống thành từng bầy và ăn tạp, và chúng đẻ con. Hiện nay có hai loại được gọi là cá bảy màu, đó là cá bảy màu thường hay còn gọi là cá nội, cá bảy màu L, cá công, cá mây, chiều có thân và đuôi nhỏ. Và một loại nữa đó là cá bảy màu nhập, thì đây là loại cá đắt tiền hơn, nó còn gọi là cá Hồ Lan, cá Hà Lan, cá Hồ Lan có thân và đuôi to. Nếu như bạn nuôi cá một thời gian và có quan tâm đến cá bảy màu thì chắc chắn bạn biết đến cá bảy màu Thái Lan. Bảy màu Thái Lan là một loại cá được rất là nhiều người ở Việt Nam ưa chuộng. Đây là loại cá được nhiều giới yêu cá tìm kiếm và đặt mua với số lượng lớn. Bạn có thể tìm mua những dòng cá bảy màu Thái Lan này rất là dễ dàng ở các cửa hàng thủy sinh ở Sài Gòn cũng như ở các tỉnh lân cận. Hoặc là bạn có thể nhập trực tiếp dòng cá này từ Thái Lan về thì sẽ có giá rẻ hơn. Tùy vào nguồn gốc và xuất xứ của từng loại sẽ có mức giá bán phù hợp với từng đối tượng người mua. Dĩ nhiên các loại cá bảy màu được nhập trực tiếp từ Thái Lan sẽ đẹp hơn và về màu sắc nó sẽ phong phú hơn rất là nhiều so với bạn mua ở tại trong nước. Nếu như bạn có điều kiện thì có thể nhập trực tiếp về thì bạn có thể có những cái loại cá bảy màu rất là đẹp và độc đáo. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại cá bảy màu. Đầu tiên là nhóm cá bảy màu đuôi ngắn, thì có theo cái hình như các bạn thấy trong video này thì nó chia ra làm 5 loại: đuôi tự nhiên, đuôi tròn, đuôi vuông, đuôi kim và đuôi mác. Bình thường khi bạn nuôi cá thì chắc chắn bạn sẽ rất ít để ý những cái đặc điểm này của chú cá bảy màu. Thì nếu như những người nuôi cá lâu năm thì họ nhìn thì họ sẽ đánh giá được những cái đặc điểm đặc trưng của từng loại cá bảy màu. Tiếp theo là nhóm cá bảy màu đuôi kiếm, gồm có sông kiếm, thượng đơn kiếm, hạ đơn kiếm, đuôi đàn lia. Những cái tên này chắc chắn rất là quen thuộc đối với những người chuyên về nuôi cá bảy màu nhất. Tiếp theo là chúng ta tìm hiểu về nhóm cá bảy màu đuôi rộng. Thì loại cá này nó sẽ đắt tiền và nó đẹp hơn những loại cá khác, bao gồm cá đuôi vang, đuôi cờ, đuôi quạt, đuôi delta. Tiếp theo là loại cá bảy màu lưng rộng, vây cao và vây buồm. Tiếp theo là loại cá ribbon và đuôi én. Tiếp theo là có loại cá bảy màu đuôi tưa, đuôi nó tưa ra giống như cái quạt cho các bạn. Rồi đây là số cái loại cá bảy màu cái, bao gồm đuôi vỏ sò, đuôi nút chai, đuôi thuộc, đuôi tròn, rất là nhiều loại. Và nếu như bạn nuôi cá bảy màu và bạn yêu thích thì chắc chắn bạn sẽ rất quan tâm đến giá của các loại cá này. Thì hiện nay giá cá bảy màu trên các chợ tương đối rẻ, vào khoảng từ 3.000 đồng cho đến 4.000 đồng một con cho các dòng cá phổ biến, và khoảng vài trăm nghìn đồng một con cho các dòng cá bảy màu cao cấp. Bạn có thể dễ dàng tìm mua những loại cá này ở hầu hết các tiệm cá cảnh ở trên địa bàn mà bạn đang sinh sống.